Xin kính chào các bác anh các chị đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Ở buổi chiều ngày hôm nay em xin được phép lên sóng báo giá tổng hợp những đầu xe vừa về và đã có mặt tại cửa hàng bên em. Ngày hôm nay salon bên em về thêm hai chiếc Cerato này, một chiếc Mazda 3 hatchback, một chiếc Ford EcoSport bản titanium và đang về thêm một chiếc Ford EcoSport biển Hà Nội hot hit nữa. Rồi thì bắt đầu luôn. Địa chỉ xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em là 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và số điện thoại liên hệ là 0978 607 555. Rồi bắt đầu với chiếc xe ngày hôm nay. Khởi đầu với một chiếc Kia Cerato số tự động, sản xuất 2018 bản 1.6 màu đen. Em này đăng ký biển ở Quảng Ninh, gầm bệ còn xanh lét, càng đét. Hiện tại chiếc này em đang chào bán với mức giá là 530 triệu đồng. Tất cả giá em đọc là đều bao rút hồ sơ thôi, còn thuế phí thì anh chị phải tự chịu. 530 triệu cho em Cerato số tự động này, chạy mới có 3 vạn thôi, lốp vẫn nguyên theo xe cả gian. Ghế lái chỉnh điện cho hai vị trí, đề nổ thông minh, lấy chuyển số trên vô lăng, màn hình camera lùi đầy đủ. Bản số tự động dễ phân biệt nhất ở đời này đó là có thêm cửa sổ chơi. 530 triệu cho em Kia Cerato tự động màu đen bản 1.6 này, đăng ký biển 14 Quảng Ninh. Anh chị nào thích số sàn thì em cũng có luôn một chiếc Cerato số sàn đời 2018 bản 1.6 cũng màu đen. Chiếc này thì em bán với giá là 430 triệu. 430 triệu cho em số sàn này. Xe đăng ký biển cũng 14 Quảng Ninh nốt. Đăng kiểm còn đến tháng 10 năm sau. Nay em nhập được hai con Cerato ở Quảng Ninh về. Xe rất là đẹp. Và giá chỉ chênh nhau 100 triệu thôi. Chiếc số tự động là 530 triệu, còn chiếc số sàn là 430. Em quay qua nội thất chiếc số sàn luôn. Nội thất ghế da hai màu, màn hình camera lùi nguyên bản theo xe. Đời này thì vẫn là chìa cơ anh chị nhá. Số sàn thì vẫn là chìa cơ nhưng mà vẫn được trang bị là sạc tự động không dây. Số sàn thì không có cửa sổ chơi, dễ nhận biết nhất. Xe rất là đẹp, 430 triệu cho em này. Và tiếp tục đằng sau này thêm là một mẫu sedan hạng C nữa, cũng vừa mới về chiều ngày hôm nay thôi. Một chiếc Mazda 3 sản xuất cuối 2017, được trang bị là phanh tay điện tử rồi. Là bản 1.5 hatchback, đăng ký biển 34 Hải Dương. Chiếc này thì em đang bán với giá là 550 triệu. Xe chạy rất là ít. Chủ cách chỗ làm cũng không xa, cho nên là đi rất là ít, nội thất còn rất là tươi. Sản xuất 2017, đã được trang bị là phanh tay điện tử rồi. Phanh tay điện tử, cụm điều khiển màn hình trung tâm. Màn hình này là nguyên bản của Mazda, tích hợp camera lùi. Vì em này là phiên bản hatchback cho nên là đương nhiên giá cũng sẽ cao hơn một chút. Thường thường xuất xưởng hatchback cũng sẽ đắt hơn sedan khá là nhiều rồi. Form dáng Mazda thì đẹp, màu này là màu đỏ thường thôi, chứ phải đỏ pha lê. Chị em phụ nữ hay là thanh niên đi cũng phù hợp. Ai đi cũng phù hợp. Khoang cốp rộng rãi thoải mái. Em và em xin lại thông tin của chiếc xe này. Mazda 3 sản xuất 2017, đã có phanh tay điện tử, bản 1.5 hatchback, đăng ký biển 34 Hải Dương, một chủ từ đầu. Xe rất đẹp. Em đang chào bán với giá là 550 triệu, 550. Rồi tiếp tục là Mazda. Bên này em vẫn còn một chiếc xe hạng D, một chiếc Mazda 6 bản 2.0 Premium. Em này là sản xuất cuối 2017, cho nên cũng được trang bị là phanh điện tử và cái khoang nội thất được thiết kế mới hơn rồi. Được thiết kế để đặt phanh tay điện tử và cụm màn hình mới. Bốn mắt cảm biến trước và mặt ca lăng được vuốt đẹp hơn. Đèn chạy ngay, có thể đánh theo gốc lái được.
dễ nhận biết nhất của Mazda 3 và Mazda 6 đấy là quả la răng. Em Mazda 6 được trang bị quả la răng 19 inch. Đấy, còn em này là được trang bị la răng 16 inch thôi. Em này cũng đăng ký biển Hải Dương, một chủ. Dạo này thì em thu biển Hải Dương và khá là nhiều. Đây, sự khác biệt của các dòng Mazda 6 đời 2000 cuối đầu 17 và cuối 17 đây. Cuối 17 thì được trang bị là cụm điều khiển màn hình trung tâm ở đây và phanh tay điện tử đặt ở đây rồi. Đấy, màn hình được thiết kế mới hơn và gọn hơn. Còn các đời cũ thì màn hình nó vẫn ẩn sau tablo thôi, nó không được đẹp lắm. Xe hạng D mà giá cực kỳ rẻ, chỉ với 690 triệu thôi. Anh chị sở hữu ngay một em hạng D. Vì em này là bản premium cho nên sẽ đắt hơn một chút. Bản premium được trang bị thêm là cảnh báo lệch làn đường và hắt kính hiển thị công tơ trên kính. Ngoài ra tính năng cửa sổ trời cũng được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này. Đấy, 690 triệu cho em Mazda 6 bản 2.0 Premium, sản xuất cuối 2017 này. Xe rất đẹp, biển 34 Hải Dương, một chủ từ đầu, chạy 5,5 vạn. Anh chị nào thích nồi đồng cối đá bền bỉ đằng giữ giá, em vẫn có luôn, là một đôi Corolla Altis. Bắt đầu với chiếc màu cà phê này thì chiếc này là sản xuất 2014, đăng ký 2015, form mới, biển 75, biển Huế. Chiếc này chủ đi cực kỳ giữ gìn 2014 đến giờ, mà nội thất hay là cái phần sơn xi bên ngoài còn rất là đẹp. Chiếc này hiện tại em đang bán là 530 triệu, vẫn còn thương lượng được. Xe chạy 6 vạn, biển 75 Huế, lót sàn đầy đủ rồi. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe. Thật ra Altis thì cũng không có gì trong nội thất để mình quay, chủ yếu em chỉ quay qua cái da nó như thế nào thôi. Tuy là các tính năng nó không thể bằng các dòng khác, nhưng mà bù lại cái phần máy móc hay là cái độ giữ giá của em này không chê vào đâu được, rất là giữ giá và rất là bền. Chỉ với 530 triệu thôi, sở hữu ngay một em Altis 2014 đăng ký 15 này, form mới. Tiếp tục vào sau này là một em Corolla Altis màu đen. Em này là đời 2018, biển 51 Sài Gòn, nhưng mà hiện tại thì chủ đang ở Nam Định. Biển 51 thì anh chị nào ở Hà Nội mình muốn giữ biển thì cũng đỡ đi được 20 triệu tiền biển rồi, không mất thêm tiền chuyển vùng. Em này thì em đang bán cao hơn là 650 triệu, cũng là bản 1.8G. Con này chạy ít hơn, chạy có 4 vạn thôi, nội thất vẫn thế. Tuy nhiên là con này được trang bị thêm là quả đề nổ thông minh. Được trang bị thêm. Còn nội thất thì cũng không khác gì. Ngoài thân vỏ thì sẽ được vuốt thêm một chút. Các phần đèn gầm này được thêm khá là nhiều chi tiết mới. Đấy, thì chiếc này em đang bán là 650 triệu. Xe chạy 4 vạn, biển là 51 Sài Gòn. Tiếp tục bên này là em đang có hai mẫu sedan hạng C. Một chiếc BMW Series 3 320i. Sản xuất là 2012, đăng ký 2013, form 13 luôn. Form 13 là cần số điện và form dáng dập mạnh mẽ hơn và không thô như đầu 12. Cụm đèn đôi, các đường dập gân chắc chắn hơn, khỏe hơn. Cần số điện, tuy là đời 12 thôi nhưng mà cũng được trang bị là đề nổ thông minh, màn hình cảm biến 3D. Được trang bị 4 chế độ lái. Khi mà bật Eco Pro lên, mức xăng tiêu hao của dòng này nó giảm tới 20%. Cần số điện và 4 chế độ lái. Chiếc này em đang chào bán là 630 triệu, xe chạy 8 vạn thôi. Đăng ký biển là 17 Thái Bình, một chủ từ đầu. Cái này sử dụng động cơ 2.0 turbo kép, sức mạnh thì ngang các anh 3.0. Nhưng mà cái
độ ăn xăng thì lúc nào cũng đương nhiên cũng sẽ ít hơn rồi. 2.0 turbo kép, sản xuất 12, đăng ký lần đầu 2013, sử dụng model 2013, 630 triệu cho em BMW này. Xe sang mà giá lại bình dân. Bên này là dòng xe bình dân hơn, một chiếc Hyundai Elantra số sàn, sản xuất 2019, form mới, mắt đèn được vuốt hơn và các phần cốp được thiết kế thẳng và nút mở cốp ẩn sau logo. Chiếc này em đang bán là 495 triệu, số sàn 2019, đăng ký biển 15 Hải Phòng, xe chạy 3 vạn. Nội thất các thứ thì chủ cũ đã bọc lên ghế da màu kem rồi, nguyên bản theo xe chỉ là ghế nỉ thôi, không có ghế da đâu. Đỡ được vài triệu. Cốp đây, nút mở cốp ẩn sau logo, rất là hiện đại và gọn xe hơn rất là nhiều. Chỉ với 495 thôi, 495 triệu thôi, có ngay một em Elantra số sàn đi rồi. Các dòng xe đời 18-19 thì em vẫn hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị xe. Chị nào có ý định mua xe về đi gia đình cho an toàn trong mùa dịch này thì cũng nên cân nhắc. Rồi gầm cao, đấy là những dòng xe gầm thấp bên em. Em xin đổi gió sang gầm cao một chút. Gầm cao thì nay em mới về thêm một chiếc Ford EcoSport này, bản Titanium, sản xuất 2017. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 465 triệu. Xe đăng ký biển là 98 Bắc Giang, một chủ từ đầu, đăng kiểm còn đến tháng 12 năm sau, còn rất là dài, còn 1 năm rưỡi cơ. Đấy, 465 triệu cho em một em CUV gầm cao cỡ nhỏ đi trong đô thị đây. Vì sử dụng động cơ 1.5 cho nên mức xăng tiêu hao rơi vào tầm 5-6 lít trên 100 cây thôi, đường hỗn hợp. Trước này thì em cũng có video chi tiết ở trên kênh rồi, anh chị có thể nhấp vào kênh để mình có thể xem kỹ hơn. Nội thất ghế da nguyên bản, con này thì nguyên bản từ đầu tới cuối, chưa động chạm cái gì. Khoang ngồi rộng rãi, anh chị đã được từng đi Ford rồi thì sẽ biết Ford có cảm giác lái và cảm giác trả lái rất là thật, đi rất là thích luôn, đi thích. Đấy, mức giá yêu thương là 465 triệu thôi, là sở hữu ngay một em Ford EcoSport bản Titanium số tự động 1.5 rồi. Xe gầm cao cỡ nhỏ đi trong đô thị, đi gia đình. Tiếp tục bên này là một chiếc 5 chỗ gầm cao, phân khúc cao hơn một chút, một chiếc Mazda CX-5 bản 2.0 cốp điện. Em này là sản xuất 2019, đăng ký biển 37 Nghệ An. Ngoại thất màu đỏ pha lê, nội thất ghế da được chủ cũ độ lên đỏ rực luôn, được phối tông màu đỏ đen, kèm theo là lót sàn cũng đỏ nốt. Chủ xe mệnh hỏa đây rồi, anh chị nào mệnh hỏa thì múc con này luôn là đẹp. 2019 bản 2.0, được trang bị cốp điện đầy đủ. Đây, trước này em đang chào bán đến mức giá là 790 triệu, xe đăng ký biển 37 Nghệ An, chạy 2 vạn. Tiếp tục bên này là một dòng xe 7 chỗ ngồi gầm cao đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Mitsubishi Outlander số tự động bản 2.0 CVT, sản xuất trong nước. Hiện tại chiếc này em đang chào bán với mức giá là 690 triệu, xe đăng ký biển 43 Đà Nẵng, chạy 4.8. Nội thất ghế da màu đen, màn hình camera lùi đầy đủ, đèn ổ thông minh cũng được trang bị trên chiếc xe này. $690 triệu cho em Outlander 2018 bản 2.0 CVT màu trắng này. Và hai mẫu xe gầm cao 7 chỗ ngồi cuối cùng trong ngày hôm nay đều là máy dầu hot hit. Đấy, chiếc máy dầu đầu tiên là chiếc Kia Sorento máy dầu bản 2.2, xe sản xuất 2018, đăng ký biển ở 98 Bắc Giang, chạy 6 vạn. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 780 triệu, máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao. Chị nào đi kinh tế thì chọn dòng này rất là tiết kiệm.
tuy là máy dầu nhưng mà là bản cao cấp nhất cho nên mới có giá này anh chị nhá. Bản cao cấp nhất được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, rồi là đề nổ thông minh, màn hình được chủ cũ đội lên màn Android, tích hợp camera lùi và camera hành trình, cảm biến quanh xe và động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu thì vốn dĩ đã tiết kiệm rồi, còn thêm động cơ eco thì là tiết kiệm nhân đôi anh chị nhá. Đấy, chỉ mức giá ưu thương là 780 triệu thôi. Có ngay một em Sorento máy dầu 2.2 2018 đi rồi. Là bản đặc biệt DATH cho nên được trang bị thêm là rửa pha tự động này. Và tiếp tục tới chiếc xe cuối trong ngày hôm nay là một chiếc Ford Everest bản là Titanium, sản xuất 2019 model 2020, màu vàng sparkling, đăng ký biển là 12 Lạng Sơn. Hiện tại chiếc này em đang chào bán mức giá là 1.048.000.000, xe chạy 2 vạn. Sử dụng động cơ 2.0 turbo dầu, cho mức dầu tiêu hao không đáng là bao. Mức dầu tiêu hao chỉ rơi vào tầm 6-7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Em này thì to cao đẹp trai nhất trong phân khúc rồi, không con nào độ được đâu. Đây mức xăng, mức dầu tiêu hao của nhà sản xuất đưa ra đây. Em này thứ nhất không ai số 2 rồi. 1.048.000.000 cho em Ford Everest bản 1, bản 2.0 Titanium này. Máy dầu turbo, xe rất đẹp, biển 12 Lạng Sơn. 1.048.000.000 cho em này. Đây thì chiếc xe cuối cùng trong ngày hôm nay trong buổi báo giá tổng hợp của em. Anh chị nào cần chi tiết đến mẫu xe nào mà em chưa kịp quay rõ thì có thể alo luôn cho em qua số 0978 607 555. Cứ kết nối Zalo vào số đấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho. Hoặc anh chị có thời gian rảnh thì có thể ghé qua địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để mình có thể xem xe kỹ hơn và thương lượng về giá tốt nhất, đem xe ra hãng ra thử kiểm tra. Tất cả xe bên em đều cam kết bảo hành 100% về các vấn đề như đâm đụng ngập nước hay là hồ sơ pháp lý, cho nên anh chị khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi mua xe tại cửa hàng bên em nhé. Chúc các bác anh các chị một buổi tối vui vẻ, thật ấm áp bên gia đình.